Con anh làm gì đó? Con đang làm gì vậy? Con làm cái thùng rác biến hình thành gì vậy? Đâu, quay lại cho mẹ coi coi. Rồi còn em chiếc xe rác con đâu rồi? Đang biến thành gì đó? Robot Ừ. luôn, hai robot lận, Dữ hả? hai robot lận, giận quá. Tên tên quái vật này là quái vật bóng, là mọi người không thấy nó đâu hết, chỉ có chỉ em siêu nhân mấy hai em siêu nhân lại thấy được thôi. Để em đổi bóng đèn vô á, hai em lại có bóng đèn nè, bóng đèn nữa, ở đây nè mà, có tay không phải, ở chân nữa mà. Quay con, anh quay em xe rác lại cho mẹ coi coi thành robot đẹp không. Hai cánh tay của em là gì vậy con? Hai cái đánh đánh em đánh thù nhỏ đỏ lắm á, Bằng cái gì vậy? Mẹ nhìn không ra. Cái đó là cái gì vậy? cái quái trà với lại cái gì á. Mẹ sợ con thiệt.